Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức, công dân, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, số lượt người đến phòng tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương đề nghị, kiến nghị, phản ánh khoảng trên 160 lượt với gần 300 người tham gia. Nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn huyện có một số dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư. Do vậy, đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số người dân nảy sinh khiếu kiện. Trước tình hình đó, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương đã thường xuyên quan tâm đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt làm tốt công tác tiếp dân từ tuyến cơ sở. Tam Dương là trong những năm vừa qua có một số dự án về phát triển kinh tế xã hội đi qua trên địa bàn. Do vậy là nó liên quan đến công tác thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng. Chẳng hạn như dự án đường 36m Hợp Châu đi Đồng Tĩnh. 2 là dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 3 là dự án đường dây tải điện 500 kV. Là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án này là các cấp chính quyền của huyện Tam Dương đã rất là cố gắng. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi là một số trường hợp một số hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mặc dù về quyền lợi đã đảm bảo chính đáng. Do vậy là trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo nói chung, trong đó có việc tiếp công dân, là huyện Nam Dương và các cấp chính quyền địa phương có các dự án đi qua là rất là cố gắng, đặc biệt khâu tổ chức đối thoại. Xin báo cáo các đồng chí là việc đối thoại là chúng tôi là thực hiện rất là nghiêm túc, đối thoại về tận cơ sở, mời cả tỉnh về dự. Đối với công tác giải quyết khiếu nại ở cấp cơ sở, cấp xã thị trấn thì hàng năm trong chương trình công tác thanh tra của chúng tôi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, là chúng tôi tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Nhìn chung là việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Việc này đã được chấn chỉnh để giúp cho cấp xã sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt là khi luật tiếp công dân vừa ra đời và nghị định 64 có hiệu lực. Qua các nội dung phản ánh nhân dân thì chúng tôi đã trao đổi và hướng dẫn nhân dân kịp thời những cái thắc mắc đó. Trên cơ sở đó thì kết quả trong năm thì không có những cái vụ khiếu kiện kéo dài trong năm. Và kết quả những cái nội dung mà khiếu nại giải quyết đơn thư khiếu nại công dân thì chúng tôi đã giải quyết thường xuyên. Và nhân dân cũng thấy là cũng đã rất thỏa đáng trong cái quan hệ dân sự. Và đặc biệt là những cái ý kiến phản ánh đối với ủy ban dân thì chủ yếu về lĩnh vực đất đai. Trong đó đặc biệt nổi cộm là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thông qua công tác trọng tâm thì chúng tôi đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong thời gian qua. Ở trên địa bàn thị trấn là không có những bức xúc khiếu kiện đông người. Đồng thời, huyện cũng triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông giữa cấp xã với cấp huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch với chính quyền, đảm bảo thực hiện gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại tố cáo và cải cách hành chính theo mô hình một cửa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Để có thể làm tốt nhiệm vụ trên, đội ngũ cán bộ tiếp dân của các địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trước khi để mà giải quyết được những cái vướng mắc cho nhân dân thì đối với cán bộ thị trấn phải hiểu biết tất cả các cái quy định của pháp luật về các lĩnh vực, ví dụ như đất đai, tài chính, đặc biệt là chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, để trên cơ sở đó giải thích cho nhân dân thấu hiểu được cái chính sách bồi thường của đất nước ta, đặc biệt là trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nhân dân người ta thấy rằng là qua cái những cái ý kiến trao đổi, trả lời những thắc mắc của nhân dân thì cũng đã được giải quyết rất thỏa đáng. Trên cơ sở đó nhân dân cũng đã đồng tình ủng hộ. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân được triển khai thường xuyên và thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở. Nhờ vậy, 100% các vụ việc khiếu nại được giải quyết kịp thời, hạn chế được đơn thư vượt cấp, kéo dài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.
tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.